đẹp xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh à, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng rực tươi à, sáng ngời. Tiện nói chích chưa, cái cười hí hí à. Tôi hỏi chích là cái vụ phòng thân á, không ai hỏi vụ phòng the đâu nha. Hello. Dạ, lời nói đầu tiên, dạ em xin chào hết tất cả các quý bà và các quý ông. Dạ, chào hết tất cả các anh bóng gồng và mấy chị em bóng lộ. Chào mấy bé ngộ ngộ cũng như những người đứng đắn đàng hoàng. Dạ, nói chung là chào hết họ hàng bà con thân quyến. Xin chào bà bán miếng và chú bán phở bò. Chào chị lái đò cũng như anh chạy tài xế Uber. Chào hết tất cả các bà mẹ bế con thơ. Hello đến các doctor thích thắt cà vạt. Và chào các bác lượm rác ăn bận bình bình. Nói tóm lại tình hình là em xin chào hết tất cả. Lời chào trân trọng như lời chúc sức khỏe. Em quăng nụ hôn quá mà có người né vậy đó hà. Em nói trước, dạ em không phải là người đẹp nhất. Em chỉ đẹp nhì thôi. Nhưng mà ai giành hạng nhất với em là em ghim người đó đó. Dạ thưa quý vị, chào đón quý vị đến với game show Quý Bà Độc Thân ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tôi là Pink Spider. Pink là gì? Dạ Pink là hồng. Spider là gì? Dạ, spider là nhện. Nhện nó làm gì? Nhện nó giăng tơ. Và tôi là Mr. Tơ Hồng. Dạ, Mr. Tơ Hồng. Dạ, ra chào đón quý vị đến với Quý Bà Độc Thân. Chương trình đã được tài trợ bởi công ty IHL. Dạ, như quý vị vừa thấy, IHL là gì? Yêu hoài tâm. À, dạ không, yêu hoài lương. Dạ, thưa quý vị, em là Mr. Tơ Hồng, chuyên gắn kết, xe duyên, mai mối cho tất cả những quý bà, quý cô, quý em gái, quý mother còn single mà muốn có bồ thì hãy đến với chương trình. Ngày hôm nay chương trình trên phát sóng này chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu và được xe duyên một người rất đặc biệt. Xin quý vị chào đón cô Carol Nguyễn Thị Cúc. Carol Cúc xin nghiêng mình kính chào quý vị khán giả. Trời ơi, này hãy 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 cái anh chạy nó biến vớt vớt lên. Dạ thưa quý vị, dạ thấy vậy không? Dạ đây trước mặt quý vị một người phụ nữ yểu điệu thục nữ như vậy thì người ta thường nói quân tử rất háo cầu. Dạ xin lỗi với có ai háo cầu không à? Có không? Hả cái gì vậy? Ta quân tử mà sao có bà nào ở dưới đó? Có nó vậy? Dạ, hả có anh nói nhảy lầu luôn hả? Dạ, dạ thưa trời, chị ơi, chị đẹp quá, chị xinh quá và chị rất là tươi. Of course em. Yeah. Em khen chị xinh thì giống như là người ta nói nước biển mặn quá vậy đó. Tất nhiên rồi, bắt buộc. Ồ dạ, dạ đúng, dạ, dạ. Em mời chị ngồi à. Dạ, rồi. Dạ thưa quý vị, nếu mà tôi không nói thì có thể là quý vị sẽ không biết. Vì ngồi trước mặt quý vị đây là một nữ công nhân. Và một nữ doanh nhân thành đạt. Thank you. Dạ, chị là chủ của một chuỗi tập đoàn bán sâu chuỗi. Dạ thưa quý vị, rất hợp cho nhiều lứa tuổi. Đặc biệt ngày hôm nay nếu quý vị mua một sâu chuỗi sẽ được tặng một cây nhang mũi. Dạ, mua 10 sâu chuỗi sẽ được tặng một voucher đi sửa mũi. Mũi mình mũi thiệt hả chị? Of course em. Chị theo cái chủ nghĩa coi như là Mother Nature. Thiên. Dạ đúng, dạ. Mother là mẹ và Nature là thiên nhiên. Thưa quý vị, mẹ của thiên nhiên, má của thiên hạ. Chị chị cảm ơn em. Chị chỉ nhận là mẹ thiên nhiên thôi. Dạ. Chứ còn má thiên hạ thì chị không dám đâu. Dạ. Chúng nó chửi chị chết em. Dạ mà. Không, chúng nó đập chị chết. Dạ thưa chị, nếu mà thật sự với em nhìn thấy chị là một người phụ nữ nè, có sắc đẹp nè, có trí tuệ nè, có tiền bạc, có danh vọng, là nói chung là con mẹ gì chị cũng có hết. Thì có nghĩa là tóm lại là ý là em nói là chị vô duyên, đến giờ này chưa có chồng đúng không?
À, dạ tại sao chị chưa có mà chị đến nhờ chương trình đó. Có thời giờ cho chị tâm sự với khán giả tí dạ, không em? Spotlight này là của chị, mời chị. Thank you. Yeah. Thưa quý vị thế này, khi mà tôi tới chương trình này có nghĩa là tôi độc thân. Yeah. Mà độc thân có nghĩa là tôi không phụ thuộc vào ai hết. Và mọi người thường nói là người phụ nữ đẹp nhất khi mà họ không phụ thuộc vào ai. Và tôi sống theo cái suy nghĩ đó rất là lâu, cứ lo đi làm đi ăn thôi. Cho đến một ngày rất gần đây, khi mà tôi vừa mua một cái xe hơi hiện đại mà tôi còn chưa biết sử dụng như thế nào nữa, thì tôi còn nhớ 3 tuần trước, cái lúc trời Cali nó đầy sương mù, thì đêm đến tôi lái xe về nhà, tự dưng sương mù phủ dày đặc hết, tôi còn không thấy cái gì hết. Nhìn đằng trước không thấy đèn xanh, nhìn đằng bên này không thấy đèn đỏ, nhìn sang bên đây không thấy đèn vàng, có nghĩa là đèn giao thông không thấy gì hết. Tự dưng lúc đó tôi cầu mong là có một người đàn ông nào đó ngồi cạnh tôi trong xe, chỉ tôi một cái nút nào đó để nhấn cái nút đó nó xịt ra nước. Chị, đàn ông nào mà nhấn cái nút nào nó xịt được ra nước hay gì chị? Không, là vì cái xe mới mua có biết sử dụng chó đâu, cho nên là nhấn cái nút này nó xịt nước để mà rửa kiếng xe đó mà ha, để chạy về nhà. Trời ơi, nó cho rõ, trời ơi, tự nhiên nó là nửa đàn ông. Trời ơi, đàn ông có cái nút nào đó nhấn cái nó xịt nước ra. Trời ơi, nghe thấy phê quá. Tôi nghĩ anh rảnh hơn mà. Dạ không, em không có biết gì đó chị. Em chỉ là người host của chương trình thôi chị. Rồi chương trình đến đâu rồi? Dạ thưa chị, bây giờ em hỏi chị như vậy. Vâng. Thế thì chị muốn kiếm một người chồng như thế nào ạ? Thật ra tôi cũng chả cần chồng. Không lẽ chị kiếm vợ? Không, ý là không phải là chồng đâu mà chỉ cần một người đàn ông bên cạnh mình thôi. À, chị muốn kiếm một cái người đàn ông có thể là coi như là khóc khi chị vui và có thể cười vào bản mặt của chị khi chị buồn. Sao giống người cũ của tôi thế? Ủa vậy hả chị? Trời ơi, tôi buồn là nó cứ cười vào trong mặt tôi đấy. Oh, I'm sorry. Không, ý là tôi cần một cái người đàn ông nó sâu sắc hơn. À. Ví dụ chẳng hạn như là có thể làm cho tôi phát khóc vì sung sướng. À. Hoặc làm cho tôi vui khi mà tôi buồn. À. Có nghĩa là tôi cần một người đàn ông buồn cười ấy. Cái đấy khó à? Tiêu chuẩn đấy khó à? Không khó. Dạ chị muốn kiếm một người đàn ông buồn cười đúng không? Vâng. Dạ thưa quý vị, dạ đến với chương trình Quý Bà Độc Thân thì quý vị em phụ nữ cứ yên tâm, quý vị ra điều kiện gì, tiêu chí gì thì chương trình chúng tôi sẽ kiếm được một người để phù hợp cho quý vị. Ồ thế à? Và thưa chị, ngày hôm nay mời chị ngồi. Vâng. Dạ, nghe nôn quá. Sẽ bắt đầu qua cái chương trình làm quen, em sẽ chuẩn bị giới thiệu với chị người chơi đầu tiên để đến gặp gỡ với chị nha. Nghe nói là coi như là chương trình là tuyển lựa kinh khủng lắm thì vâng, hôm chị... nay trời cũng mong làm sao mà tìm được ý chung nhân. Rồi, bình tĩnh. Xin quý vị giúp chúng tôi một tràng pháo tay chào đón người chơi đầu tiên, Mr. Golden đến từ San Francisco. Chào quý vị, các anh chị và các bạn. Let's go. Trời ơi, trói quá anh ơi, trời không thấy đường luôn anh ơi. Trói quá. Em đuôi chưa em? Dạ gần đuôi thôi anh. Vậy là em hên đấy, chứ người khác nhìn vào đấy là không phải đuôi mà là lọ chồng đấy em. Lọ chồng là hai con mắt rớt ra và toàn ten vậy nè. Dạ lụm nhét vô lại xài đi anh. Không xài được đấy em, cứ đi vậy nè em, đi vậy đó. Em hiểu chưa? Dạ. Nói gì cái gì nữa? Who is it? Yes. Who is it? I am a pink spider. What? Pink spider. Pink spider? Yes. Sao nó đi bình thường vậy trời? Ủa chứ làm sao? Pink spider là phải đi vậy nè. Sao mà giống con cóc thế? Sao giống con cóc thế? Em thấy giống con đười ươi hơn. Chính xác thôi. Who is it? MMC ơi. Dạ. Who is it? MMC. What is it? No. Who is it? No. What is it? Calm down. Calm down. Sit down. Everyone sit down. Okay. Yeah, please. Okay. Yeah. I take easy. Yeah, please. I calm down. Yeah, right. Calm down. Tơ hồng. Dạ, dạ. Who is it? You, calm down. Okay, sorry. Okay. Tơ hồng ơi, cho chị rút đơn lại được không em? Trời ơi. No. Ngồi xuống. I understand. Yeah. I calm down. Okay, good.
This is Carol. Oh, hi, Carol Kim. Dạ không. This is Carol Nguyễn Thị Cúc. Oh, Carol Cúc. 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 No. U, not U. À, con Cúc. Em, chị về ngay, không chờ nói rồi, trời ơi. Lỗ mạng, về, về ngay, về ngay. Chị vô game này, chị. Come down, come down. Come down, come down. Sit down, please. Rồi, coi cái tướng. You. Ôi rồi, come down. Sit down. I down, I down, I down. You down, you down, not up. Okay. Okay. Okay, cool. Yes, cool. Cook. You speak other language? Oh, I speak two languages. Chị ơi chị, giàu có mà nói hai thứ tiếng luôn chị. Yeah. Thông minh nữa chị, chờ chút xíu. What two languages you speak in? Việt Nam lỡ và Việt Nam rạch. Yeah. Okay. Vietnamese rap please. Vậy đi cho nó đỡ mệt, nãy giờ mệt quá. Nãy giờ sao không nói ra cho rồi? Em đẹp quá em ơi. Anh ơi, anh giới thiệu. Anh thèm ấy. Trời ơi. Ôi đẹp quá. Rồi cứ giờ nhìn tôi cứ như là vịt quay vậy anh. Dạ, em không đẹp em ơi. Yeah yeah yeah. Phải giới thiệu như thế nào đã? Dạ, mình giới thiệu về mình đi anh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi Trần Vàng. Hết rồi. Sao ngắn gì trời, ta giới thiệu hết rồi tự nhiên ngóng mỏi gì vậy trời. Sao ngắn thế? Anh ơi, sao cái tên anh nó ngắn như cái con người của anh vậy anh? Thế thôi, tôi Trần Vàng. Trần Vàng mà sao mình đeo hộp xoàn quá. Mày có bị điên không, mua vàng cục đeo lên cho tao nói mày điên hả? Dạ. Vàng bán mua hột xoàn. Hột xoàn là cân ký không đó nghe em. Ok. Dạ 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 thôi, giờ phút thiêng liêng này là của đôi trẻ. Dạ mời anh chị tìm hiểu với nhau. Dạ. Cưới luôn đi em. Hả? Sao? Mình cưới luôn đi. Sao vậy? Anh ơi. Anh em đẹp quá mà. Anh ơi, anh làm gì mà. Anh thèm đó. Nhưng mà cái gì vậy? Mắt hành long sòng sọc lên kinh á. Anh ơi, dạ dạ. Anh mình... có biết gì? Cái gì vậy? Cưới, cưới. Cái gì đi? Con đã. Con đã. Anh có biết anh em? Ơi, anh dạ có mình biết chưa em có là... biết gì nhau hết. Em có biết em là ai là đâu? Sao? Anh có biết em là ai đâu mà... Cái bản mặt bà mà ai không biết. Nguyên cái ca ly ai không biết bà. Trời thì đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Đúng không? Trời đất ơi. Bà tới năm tôi hỏi tiếng cả rạp khai bà hết rồi. Được rồi anh. Hồi xưa là để ý lâu rồi. À. Mà không có dám nhào vô. À. Bây giờ rảnh rồi mới nhào vô nè. Giờ bà rảnh rồi. Em là... đẹp quá rồi. Trời ơi, như vậy là cô tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa rồi. Trời ơi là trời ơi. Bên kia. Sao? Em lấy cúc lấy vàng đi. Cúc sẽ có cục vàng. À. Thôi, mà hai đứa mình mà lấy nhau là ông bà độ lắm. Sao thế anh? Trời ơi, em thấy bàn thờ cúng toàn cúc vàng không đó em. Không lẽ giờ anh chị lấy với nhau, ngày hôm trước ngày hôm sau chắc lên bàn thờ ngồi hết quá. Em ơi. Nó có duyên dễ sợ. Em hả? Em làm gì trong đêm nay vậy? Dạ em là producer host của chương trình đó anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhiêu tiền hả? Dạ nghe nói chị Thủy trả 5,000. Lát anh cho em 10,000 em im miệng từ đây tới tối luôn nha. Dạ 10,000 em im luôn 2 đêm. Dạ. Anh gan quá, người ta là producer host chương trình. Em mà im là chắc anh lấy được chị á. Anh nói chơi thôi chứ anh cũng sợ bị chửi chứ bộ. Thôi đủ giờ chưa dạ? Không em ơi. Sao? Bây giờ em phải lấy anh. Lấy rồi nhưng mà em lấy anh thì em phải em làm cái gì? Làm vợ chứ không lẽ làm má. Trời đất ơi. Lấy nhau đi Cúc. Anh đẹp quá. Anh ơi anh. Hả? Sao cái lời nói với cái khuôn mặt anh nó hai cái nó không có đi đôi với nhau ha. Không bao giờ đi được em. Anh ơi dạ hết giờ rồi anh ha. Giờ làm quen hết rồi dạ em mời anh bước vô trong. Hết rồi dạ. Dạ vô đợi ha. Dạ vô đợi anh. Dạ cái phần làm quen là hết rồi. Dạ. Đây em còn hai người tới nữa nha anh. Hả? Còn hai đứa nó thi với anh nữa hả? Dạ dạ đúng anh. Cái gì vậy? Vậy là anh rớt chắc. Không, bây giờ anh nói em nghe, anh kinh nghiệm nhiều lần rồi. Bây giờ một lát hai đứa thí sinh kia vô, em làm sao em loại hai đứa nó đi. Hết chương trình, anh cho em 50,000. Cho em 50,000 hả? 50,000. Cần cho nguyên cái vàng này luôn. Hả? Em không tin đâu anh ơi.
Thôi, dạ. Anh deposit cho em liền. Đừng cho ai biết nha. Đưa tay đi, đưa tay. Deposit, deposit đi. Thầm đi, đừng cho ai thấy. Làm gì nặng như bài cào vậy ba? Không, tại vì em biết nói 50 ngàn deposit nhiều mà sao thấy nó mỏng mà nó nhẹ quá. 5 đô đó. Hả? Cái gì vậy? Trời lòng tin, lòng tin thôi em, có lòng tin. Đi vô trong. Ừ, anh vô nha, nhớ nha, loại tôi nói ra nha. Mọi người ơi, nhớ ủng hộ em nha. Em đẹp quá em. Trời ơi. Trời ơi, anh ơi, anh vui luôn, anh đi về nhà luôn anh ơi. Trời ơi, chết rồi. Chị ngồi. Sao em bảo em tuyển sinh kỹ lắm mà rồi. What is it, trời ơi, ghê quá. Có, dạ, chị bình tĩnh đi, chị còn hai thí sinh, hai người chơi nữa nha. Chị hy vọng người thứ gì? Chị dạ, hy vọng người chị thứ chờ gì? Đi. Rồi, rồi. Dạ, thưa quý vị, đó là phần làm quen gặp gỡ của Mr. Golden. Và thưa quý vị, xin quý vị một tràng vỗ tay giúp em một tràng vỗ tay chào đón người chơi thứ hai. Chiều nay mưa trên phố Huế, chiếc giang hồ không bên người, mà mưa sao vẫn rơi. Đủ đủ rồi anh. Trời ơi, cái tướng này, cái ba đì này mà leo lên cái con xuồng chèo chắc tháng sau nó mới qua tới bờ sông Hương. Chưa qua kịp và nó chìm xuồng mẹ nó rồi. Và thưa quý vị, và người đứng kế bên em, và người chơi tên Danh, tên đầy đủ là Lê Vô Danh. Đời của chuột. Dạ. Tụm nè, cái gì vậy? Dục mày treo. Có sao mà cắt ra. Làm gì nữa? Lên bờ hả? Lên bờ đi. Nắng... Cái gì? Lên bờ mà em muốn muốn thiệt có động đất luôn vậy đó hả? Thưa quý vị, và anh Danh, nickname ở Mỹ tên là Phem Hữu Danh. Dạ, dạ chào anh. Dạ anh mời anh chào với là bà con, những người chờ bà con ở đây ạ. Danh xin chào mọi người. Bọn mới mua lạ rùng rồi, chưa có người yêu. Hôm nay đến đây để rước người yêu. Dạ, chúc anh nhiều may mắn. Người yêu tôi mô. Dạ, người yêu anh đứng đằng sau đây. Dạ. Ô, đúng là nàng rồi. Đêm đêm ta từng nằm mộng, người thương sẽ đến với ta trong một lần chèo ghé trên sông. Mà nàng ơi, có nghe ta nói chứ không? Chú cháu mà ơi, trai Huế đây rồi, trai sông Hương núi Ngừ đây rồi anh ơi. Hời em mà đỏ hồng đào. Hả? Lộn. Hời em mà đỏ hồng hồng. Dạ. Liệu em còn muốn làm chồng của anh? What? Trời ơi. Lộn, tôi lộn. Trời ơi anh ơi, lên sóng truyền hình mà anh có lộn hoài vậy trời ơi. Nhiều lộn rồi anh. Hời em mà đỏ hồng hồng. Dạ. Liệu em còn muốn người chồng như anh? Ờ, cái này đúng nè. Hữu hồn, hữu hồn. Dạ. Em đây xin trả lời anh. Nếu anh nằm ngủ, banh cái giường em. Giường em vững chắc kiên cường, anh mà nằm xuống sập giường em luôn. Em sorry. Rồi thì em liều mà xem. Anh nằm trên nợ, còn em xuống sàn. Vậy xin anh nói chuyện đàng hoàng. Em thân phụ nữ bạc vàng nâng niu, biết em đang kiếm người yêu. Dạ. Thấy thương anh mới chốt điếu hàng tôn. Trời ơi. Ngắm em dặn đứng trên cồn, hiu hiu gió thổi vào. Cắt. Cắt. Cắt liền anh ơi. Không cắt được, không có nọ không ra được. Phải có nọ mới ra. Anh ơi. Em ơi, chị xin rút đơn, chị đi về. Nghe anh ơi. Chị rút đơn, em, chị đi về em mình ơi. Mình đang trên sóng truyền hình đó anh. Làm thơ phải né dánh phần ồn, hiểu không? Dạ, mình phải né cái phần ồn đi anh ơi. Dạ. Nghe tôi lần thơ nè. Dạ, dạ, làm đi anh. Ngắm em dặn đựng trên cồn. Dạ. Hiếu hiếu dọ thôi, vào hồn ngất ngay. Ôi trời ơi. Hủ hồn, hủ hồn. Trời ơi, tốt mồ hôi luôn, quý vị. Trời ơi, chết chết rồi. Tốt mồ hôi. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Anh muốn nói gì dạ. nữa không anh? Anh muốn nói gì nữa không anh? Dạ. Này chứ anh chỉ đùa thôi. Dạ. Mong em đón nhận đôi lời văn chương. Anh đây chẳng biết phô trương, mà anh chỉ biết yêu thương thật lòng. Hay quá. Mong em hãy lấy làm chồng. Mong em hãy lấy làm chồng. Dạ. Rồi về hầu hà mà chồng tuổi cao. Sao sao anh đâm hoài ta. Này giờ em thấy sao sao.
lấy chồng mà phải báo luôn mà chồng. Anh ơi, em nghe nói là mẹ ó mẹ mề Huệ khó lắm, nếu mà dâu về mà không đạt được con trai á là coi như lý gì luôn, đúng không anh? Đúng, đúng không anh? Ai mà nói cái đấy là hết sức bày bà. Quả bày bà. Bởi vì anh đây là con trai Huệ thuộc dòng dõi hoàng tộc, dù mà trong gia đình của anh người phụ nữ luôn luôn là số một. À, vì thiên chức của người phụ nữ là để duy trì giọng nòi. Dạ đúng. Không có bà nội anh làm răng mà có ba anh. Đúng, đúng, đúng. Không có bà ngoại anh làm răng mà có mà anh. Đúng, đúng rồi. Mà không có mà anh làm răng mà có anh. Đúng luôn. Cho nên phụ nữ là số một, phải không mọi người? Đúng quá rồi. Trời ơi, phụ nữ dỗ tai quá. Mấy phụ nam cũng dỗ luôn. Em ơi. Dạ. Cho nên em lấy anh về rồi á. Dạ. Em đẻ con Chí cũng được. Anh muốn em đẻ con Chí. Trời ơi. Là con nào mà chẳng là con. À rồi rồi, rồi em hiểu rồi. Dạ. Gọi là coi như là con trai cũng được, con gái cũng được, đúng dạ, không anh? Đúng. Dạ, coi như là cái phần mà cái như ngày anh xưa đồ này nọ là mình cắt hết, đúng không anh? Hết mà anh đi. Ơi, anh là hoàng gia mà sao anh phóng khoáng quá? Chắc là anh tự hào về cái dòng dõi của anh lắm đúng không? Đúng. Anh thuộc dòng dõi Trâm Anh Phế Liều. Chuyện gì mà Trâm Anh Thế Phiệt. Thế Phiệt là ngày xưa rồi. Biết chứ, phệ liều mày ngón đi. Răng của anh sao? Thấy cái ly cà phê không? Dạ. Đúng rồi. Uống xong dục vào thùng rác. Mọi người thấy nó là rác, nhưng tôi thấy nó là tiền. Tại sao vậy anh? Bởi vì công ty của tôi là King of Recycling. Ồ, dạ thưa quý vị, đây, vua rác. Vua thu mua phế liệu. Dạ. Là cha đẻ của thùng rác màu xanh bảo vệ môi trường. Hay quá. Quá. Trời ơi, anh ơi, may mắn là anh là cha đẻ của thùng rác màu xanh, như thùng rác đen hẳn thủi lắm anh ơi. Dạ thưa quý vị, ngày xưa Trâm Anh Thế Phiệt là danh gia vọng tộc, còn ngày nay dạ Trâm Anh Phế Liệu danh gia lượm bọc là tôi. Ôi hoàng tử rác của lòng em. Anh không phải tên rác. Dạ, anh tên gì? Anh tên là Danh. Dạ. Cho nên người phụ nữ trong gia đình anh là số một. Dạ. Khi em lấy anh về rồi á, bao nhiêu rác rưởi em ăn hết. Rác mà em ăn được rác hả anh? Không phải như rửa. Anh Danh. Nói nghe nè, cơm xong cho ăn mà tự nhiên ăn rác gì trời. Không phải như rửa. Ý của anh là em về quản lý công ty rác của anh. Rồi em quản lý công ty rác rồi anh làm chi? Anh làm thơ em soạn rác. Dạ thưa quý vị, dạ phần làm quen của người chơi thứ hai, anh Lê Vô Danh đã hết. Dạ cảm ơn anh. Mọi người ơi, bên chồng của tôi nha. Không đã còn sinh bảo về mới chưa? Dạ em cảm ơn anh. Giờ chồng anh nha, anh đi. Anh đi về ngay nè anh. Anh dạy vô đây chờ đợi anh này lồn nữa rồi. Trời đó. Tôi lồn. Anh hay lồn cả. Trời ơi, anh lộn hoài vậy trời. Trời ơi, cái chương trình này sao tuyển sinh kinh khủng quá. Trời ơi. Và cuối cùng anh cũng đã vào trong. Và còn phần quan trọng là phần quảng cáo. Quảng cáo là cái gì hả em? Dạ phần quảng cáo chị. Dạ kính thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn công ty tài trợ IHL đã đến và bảo trợ cho chương trình Quý Bà Độc Thân. Dạ thưa quý vị, dạ trên tay của em đang cầm hai hũ kem Ngày và Đêm. Dạ đây nó gọi là M5 trắng da, M8 trắng da, sức khỏe thăng hoa. Một lần nữa dạ, giờ quý vị ủng hộ giùm cho công ty IHL. Trên tay đây là hai hũ kem Ngày và Đêm, rất quan trọng. M8 trắng da, sức khỏe thăng hoa. Cây kiều và phần quảng cáo đây đã hết. Yeah. Hay quá. Dạ, ôi chết cha. Trời ơi, em còn thấy cái này nữa, em vừa nhìn thấy chị. Dạ thưa quý vị, dạ em xin trở lại phần quảng cáo tiếp tục để không mất thời gian của quý vị. Trên tay của em đang cầm dạ một hộp dạ nối mi dài. Dạ cái này là sức lên, mi sẽ dài ra. Và một người phụ nữ khi có một cặp lông nheo dài thòn lòn ra thì cặp mắt sẽ được long lanh, lung linh, lấp lánh và rất lộng lẫy. Chính chị xác nên mua, chị chính nên xác. Mua một thùng. Chính xác em. Dạ. Một lần nữa cảm ơn công ty IHL đã đến tài trợ cho chương trình Quý Bà Độc Thân. Và thưa quý vị đã sẵn sàng gặp người chơi thứ ba chưa ạ? Dạ chưa. Xin một tràng pháo tay chào đón người chơi thứ ba đến với chương trình Game Show Quý Bà Độc Thân. Chị chọn luôn rồi em ơi. Hả?
Chọn hết rồi, cho hai ông kia đi về đi. Cái này mới là người, hai ông kia là ngợm em ơi. Thôi được rồi, chọn xong rồi, xong rồi, xong rồi. Không được chị. Sao thế? Bình tĩnh, bình tĩnh, mình phải kiềm hãm thú tính chị ơi. Dạ, dạ, mình phải fair play chị. Trời ơi, fair cái gì mà fair. Please, yeah, sit down please. Vâng, yeah. Vâng. Và thưa với quý vị, người ngồi kế bên quý bà đây, một anh chàng trai họ Hứa. Trời ơi, con ma nhà họ Hứa. Nhưng mà dạ, đây là con trai nhà họ Hứa. Dạ, con trai nhà họ Hứa. Nghe cái tên thôi là biết chị hơn rồi. Sao em? Tên dạ, xin mời một tràng pháo tay cho người chơi Hứa đang lên. Anh Hứa là anh phải lên đó nha. Không có biết có bà con gì với Đan Nguyên không nữa. Nghe đang lên, Đan Nguyên. Dạ, thưa quý vị, dạ, anh đang lên 10 tuổi, gia đình đã cho học võ. 14 tuổi, dạ, sau khi múa quyền 4 năm đã chuyển qua múa ba lê trong trường high school. Hay quá. 18 tuổi, dạ, sau khi múa ba lê một thời gian, anh đã là đội trưởng của đội bóng. Hả? Cái gì em? Dạ, đội bóng rổ in college, chị. Đó, cắm xuống hàng này chị. Em đọc luôn là bóng rổ, để bóng dừng lại làm gì giật bắn cả người. Dạ, dạ thưa quý vị, 22 tuổi, dạ, sau khi chơi bóng một thời gian, anh đã là sờ cu. Dạ, security. Xuống dạ, hàng nữa à? Dạ, xuống hàng nữa chị. Sao dạ, xuống hàng mãi hiện đấy? Bây giờ, dạ, anh đang lên đang là security của nhà băng. Ôi, nhà băng hay quá. Dạ, thưa quý vị, giờ phút, dạ, thiêng liêng của anh chị, dạ, mời hai anh chị. Ôi, thật sự nha, nha. Tôi thật sự là tôi giận bố mẹ tôi ghê lớn, gớm lắm á. Cái gì mà xanh tôi sẽ xanh sớm thế không biết nữa. Người ta mới có 22 tuổi á. Anh, sao mà anh trẻ thế hả? Anh phải trẻ thì anh mới bù đắp được sự già nua của em chứ. Không sao, không sao, không sao. Người miền Tây chân thật, chân thật. Tha thứ, đẹp trai là tha thứ. Ý anh á, anh phải trẻ thì mới bù đắp được sự già dặn kinh nghiệm của em. Già dặn rồi. À, cảm ơn em. Tuy là em á, lớn anh có 20 tuổi à. Nữa. Nhưng mà không thành vấn đề. Nói nghe nè, 52 trừ 22 là 30 tuổi á. Cái gì? 30 hả? À, già dữ vậy? Trời ơi chị, em 30 mà em thấy chị vẫn còn tươi xanh nha. Nè, em nói cho anh biết nha, nãy giờ cứ nhắc con số hoài rồi. Em mặc cảm tự ti lắm anh biết không? À, dạ, dạ. Sao tự ti? Phụ nữ như em phải tự hào mới đúng á. Làm sao? Bây giờ anh giới thiệu, ví dụ cho em nè. Anh với em mình đi ra đường á, cái bà con cô bác nhìn vô nói: trời ơi bà này bây giờ cú đế mà bà có con bồ ngon là thấy ớn à. Lúc đó ai tự hào? Em tự hào. Anh nói tự ti nè. Trời ơi, cái gì ti trời ơi. Nhưng mà nói đúng nha. Để nói cho anh biết nha, nãy giờ em tha thứ dữ lắm đó, đừng có bắt em tha thứ nhiều nha. Em nực lắm rồi anh biết không? Nực lắm rồi đó. Không biết anh biết không? Chứ tôi hiểu tâm lý phụ nữ hơn bác sĩ phụ sản. Trời đất. Ờ. Làm sao? Phụ nữ tuổi này á dễ nóng nực gần gần dữ lắm. Cái này người ta gọi là bị hot flash nè. Thôi mà anh hú hú làm gì? Em ơi, bộ đang nó ba bộ đang hót xuống sao vậy? Nói nghe nè, anh ơi, hết giờ rồi anh. Dạ, dạ. Khoan. Không. Bây giờ em thấy giận quá, cho tôi kể chuyện cừ cho con nghe đi. À, thôi cho kể chuyện cừ đi, lẹ lên. Rồi. Mà em ơi, anh kể chuyện cừ vui lắm á. Anh hỏi em gan của em là gan thiệt hay gan giả vậy? Tại sao? Không vậy? Anh kể chuyện cừ mà em cừ gan cái hồng gan giả ra là quê sệ nha. Vô liền. Hết giờ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Anh ơi, dạ, anh ơi em có đi lộn chương trình không? Anh đây là quý. Anh đi đâu vô đây vậy? Dạ, em im. Biết tụi lai không? Dạ không, anh là ai vậy? Chồng của cô ta. Anh ơi, cái này là quý bà độc thân, là người ta single nha anh. Chồng cũ. Mẹ xạo. Chồng cũ đâu mà xấu quắc vậy? Ông kia ông đẹp lắm đúng không? Anh ơi, bây giờ nó nghe nè, bình tĩnh, bình tĩnh. Biết rồi. Muốn cái này là thử thách đúng không? Dạ. Trong game show này đúng không? Trời đất ơi, vậy mà không nói sớm. Trời, mày đặt dĩa xuống nữa. Thôi, tao đâu có sợ đâu. Trời ơi, chỉ có... Trời, sao nó lạnh dữ vậy? Trời ơi, mùi khét. Thế sao vậy? Ê, này. Bây giờ, nè, nghe lời em. Bây giờ, bình tĩnh. Mình muốn cái gì, chuyện đâu còn có đó anh ha. Rồi. Muốn cái gì nói? Hồi nãy đánh bài thua quá, giờ muốn 100 ngàn. Trời ơi, tưởng gì 100 ngàn. Một chút tôi ký cái chết cho anh liền. Ngay bây giờ. Để tôi. Anh làm gì? Alo mà hả? Mà có tiếng mặt không? Dẻo hả?
Có dép không? Không. Không gọi lắm đó mà được. Ôi là trời. Có nhà ai có tiền không? Dạ ai? Dạ. Gì nhìn tôi cha? Tôi làm bảo vệ mà làm gì có tiền. Nhưng mà Phúc ơi, dạ, em yên tâm, tuy anh không có tiền nhưng mà anh có tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ anh yêu là liều mạng nha. Dạ. Lục phủ ngũ tạng này ai mua tôi bán. À, trời ơi, bán hết lục phủ ngũ tạng. Có bán thân không? Vô duyên. Lần này em thấy anh có duyên nha. Được đó, được đó rồi. Dạ, và đó là câu trả lời cuối cùng của thử thách game show ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Xong chưa? Dạ, hết rồi, vô trong chút lãnh tiền. Rồi, vậy đi. Nó thử thách. Ủa, là súng giả thiệt á hả? Dạ, là súng giả thiệt. Là thử thách, làm thôi. Thưa quý vị, trên tay tôi là một đóa hoa cúc. Tôi sẽ trao cho người phụ nữ này. Và chị cảm nhận ai sẽ là người đem hạnh phúc, đem vui vẻ, đem niềm vui đến cuối cuộc đời của chị. Dạ. Chị hãy trao đóa hoa cúc này dạ cho một trong ba anh chàng trai đây. Em mời anh Hồng Xoàng, Trần Giang. Trong đùng đó vô đi. Em đẹp quá rồi. Em cảm ơn anh đã khen em đẹp. Hồi nãy em đếm nguyên trong suốt chương trình chơi là tới 28 lần khen đẹp luôn á. Nhưng mà em nói nghe nè, hôm nay em đẹp, ngày mai có người khác đẹp hơn thì anh có bỏ em đi theo người khác không? Cho nên á, tình yêu á, cái đẹp nó không có giữ được tình yêu đâu. Tình yêu nó cần nhiều thứ khác nữa. Em xin lỗi anh nha, là em không có đến anh được đâu. Thôi, xin chào anh. Em hết đẹp rồi em ơi. Kỳ duyên đẹp hơn. Em đẹp quá kỳ duyên đó. Trời ơi. Dạ, 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 còn anh Danh đây ạ. Dạ. Đúng là người con gái của anh rồi. Đúng rồi anh ơi, nhưng mà anh thì rất là có hiểu. Lúc nào cũng mà ơi, nhưng mà em nói anh nghe nè. Em làm ăn suốt đời em rồi. Bây giờ về với anh giao rác cho em làm ăn nữa. Em mệt lắm, chúng ta không có thời gian bên nhau. Mà không có thời gian bên nhau là dễ chia tay lắm. Cho nên thôi, em xin lỗi anh. Dạ, em không thể tới với anh được nha. Em không lại thằng mập đi hả? Sập giường anh ơi. Thì tôi về, có ai lấy tôi không? À, đi đường này, đi đường này. Dồn nữa, đi lộn. Rồi tự động bước qua luôn hả? Còn có tôi à? Còn, dạ. Quý vị thấy em và anh xứng đôi không quý vị? Người ta nói là cánh cửa này đóng rồi có cánh cửa khác mở ra đúng không quý vị? Dạ, đẹp, đẹp trai, trẻ trung, sinh động. À, nhưng mà thưa với anh, yêu một chàng trai trẻ đó, đối với những cô gái thích thử thách, những cô gái thích phiêu lưu thì đây là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nhưng mà đối với tôi thì tôi rất sợ cái cảm giác là phải suốt ngày gồng mình lên để giữ người mình yêu. Em không chọn anh hả? Em sẽ không chọn anh. Dạ. Anh có thể về, đi học, đi làm, tìm một người nào đó xứng đôi vừa lứa. Bởi vì em nghĩ là bất cứ một người mẹ nào cũng đều muốn con mình được hạnh phúc. Chào anh. Trời ơi, vậy mà cũng không cua được nữa. Người ta nói tôi vô duyên là thiệt mà. À, xong show cho em. Dạ, dạ. Mệt quá, mỏi chân quá em ơi. Dạ, dạ. À, trời, khát nước quá. Em có dạ thể cho chị miếng nước được không? À, trời, khó khăn thiệt á. Cầm cầm với chị cái bó bông đi em. Dạ chị. Nãy giờ có bó bông mà vẫn trao cho ai được. À, mồ hôi mồ kê mà. Em có cái khăn không? Dạ, dạ đây chị. À, chị nói thật với em nha. Thực sự ra thì tưởng là dễ mà rất là khó. Tìm hoài cũng không ra. Chị đâu có cần gì cao sang đâu. Chị cần một người rất đơn giản thôi. Khi mà chị mỏi chân thì có người kéo ghế cho chị ngồi. Khi mà chị khát nước thì có người đưa nước. Khi mà chị coi như đổ mồ hôi thì có người đưa khăn cho chị. Người ta bận bộ đồ hồng là biết người ta muốn kiếm chồng rồi. Chị à, game show mà chị. Game là nó phải có game luôn. Game show nó là trò chơi. Nếu trời thương, trời cho thì mình sẽ kiếm được một cái tình duyên. Còn nếu không, chị vẫn có một người tri kỷ.
một chén bó luôn. Cả đồ bóng đá cũng bỏ hết, nhờ che mẹ con. Con ơi cho chú hỏi thăm tìm chè cô hương, cô hương duyên dáng kiêu sa nhìn thấy thích liền. Người tương ta mắt to mỗi trăm làn da trắng rất xinh, ta thì sexy nhìn mê ly. Phải chỗ này không con? Hai con cho chú hỏi thăm, đây có phải là tiệm chè của bà Tám không tụi con? Dạ không, đây là tiệm chè của bà Hương. Ủa sao tiệm chè mà mình bán bánh tét không vậy con? Dạ ngày thường mình bán chè, mà bữa nay Tết đến rồi mình bán bánh tét. À, cũng đúng ha, còn mấy ngày nữa là Tết rồi, trời chú quên. À, vậy cho chú hỏi thăm là hai đứa con có biết nhà của cô Hương ở đâu không ạ? À? Dạ ở đây có nhiều cô Hương lắm, chú muốn hỏi thăm cô Hương nào? Trời ơi, dễ thương quá à. Trời lý lắc quá à. Chú muốn hỏi thăm cô Hương có cái vóc dáng thon thon, giọng nói ví von, má đỏ môi son và hay thích chơi tạc lon. Trời ơi, ai mà dám chơi tạc lon trước cửa tiệm chè mẹ con, mà ló làm bể một chén chè là mẹ con đập chết luôn á. Mẹ con bá đạo quá vậy con, mẹ con dữ quá vậy. Dạ mình có cô Hương bán thịt heo. Ồ, chú biết cái cô Hương đó. Cô Hương đó hồi nhỏ đi học á, tụi chú gọi là cô Hương qua đèo. Ủa chú, cô qua đèo là cái gì vậy chú? Là heo qua đường. Dạ cô Hương bán nước hoa. Ồ, chú biết cái cô Hương đó luôn. Cô Hương đó tên là cô Hương Tràm. Ngày xưa thích chú lắm mà chú không có chịu. Dạ cô Hương hoa hậu. Cô Hương hoa hậu? Ủa con buộc cô Phạm Hương ở đây hả con? Dạ không, cô Hương hoa hậu là mẹ con. Vậy là mẹ con đẹp lắm á. Dạ chắc vậy. Con, trời ơi, có khách xong kêu mẹ. Đây nè, mẹ xin mứt dừa rồi, hai đứa bỏ vô bịch lát nữa mẹ con mình bán lẻ nha. Dạ. Đi cho khéo nha con. Trời đi cho khéo ngâm mén để đổ á. Cưng hết chứ không? Kìa Hương của tôi. Trời, tâm chó. Đúng là Hương của tôi rồi. Chỉ có Hương mới biết cái tên cúng cơm của tôi, tâm chó. Tại hồi nhỏ mới đẻ ra khó nuôi, ba má mới bỏ ra ngoài bụi cây đó. Ông thầy bói đi ngang qua, ông nói giờ muốn nuôi dễ không, đổi tên nó đi. Tôi đẻ ngay năm Tuất, bởi vì ba mẹ mới đặt tên là Tâm Chó. Mà ba mẹ anh cũng kỳ, tại sao đẻ năm Tuất không kêu là Tâm Tuất cho nó dễ thương, đặt Tâm Chó làm chi. Mà cũng may là ở Việt Nam, chứ lỡ ở bên Mỹ ta kêu ngược lại, kêu ê chó Tâm. Này cũng ở Mỹ nha, mà tao không có kêu chó Tâm nha. Chứ kêu Mỹ. À. Vậy qua tới đó đổi được tên gì anh? Tâm Bulldog. Trời ơi, cũng không né được tự chó nữa hả? Đừng. Trời ơi, Hương đây sao? Nó đó anh. Sao mà nó bèo nghèo quá vậy? Không, còn ngon lắm Hương. Thấy vậy thôi, chứ bề nổi thôi, chứ bề chìm là nó ngon lành như chè vô nước vậy đó. Cô duyên lắm Hương à. Hả? Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Hương, chính Hương ngày xưa đó, để bây giờ một nách nuôi hai con. Hai con rồi. Hai đứa nhỏ nãy con của em đó. Đồ cái kẻ bạc tình lan. Bạc tình lan là đàn ông phụ đàn bà, ta mới chửi câu đó. Đúng ha. Sorry, tại tôi đi Mỹ nhiều năm quá tôi quên tiếng Việt. Đúng rồi. Vậy? Đàn ông phụ tình đàn bà thì người ta gọi là bạc tình lan. Còn đàn bà, đàn bà phụ tình đàn ông thì gọi là cái gì? Không có trong từ điển Việt Nam. Bởi vì phụ nữ Việt Nam chung thủy lắm cho nên không có từ đó. Tiếng Việt nó không có nhưng mà tiếng Mỹ nó có. Ủa sao có? Tiếng Mỹ nó gọi là you are liar. You are cheater. Là gì? Nói chung là bà gian dối, bà lật lọng. Phải không? Tôi có lật lọng không bao giờ? Bà không những gian dối, lật lọng trong tình yêu,
bà còn gian dối trong buôn bán nữa. Buôn bán thì mắc gì gian dối? Nhìn đi. Trời ơi, treo đầu hê, treo đầu dê bán thịt chó. Để tiệm chè mà bán bánh tét không à. Trời ơi, tết nhất ai ăn chè. Một nách nuôi hai đứa con thì phải biết xào chè để sinh sống chứ. Tôi lấy nếp nấu chè tôi chuyển qua tôi gói bánh tét tôi bán. Còn cái dừa mà làm nước cốt dừa đó thì tôi làm mứt rồi tôi bán. Trời, sao anh không về sớm chút xíu tôi mượn cái mỏ anh ha. Mỏ tôi làm gì vậy trời? Cái mỏ của anh mà để dừa đó, anh vừa bánh tẻ để vô sấy một cái rột đem ra bán luôn khỏi sên mất. Mỏ này mà nào cách tới cùi luôn nè. Nè nè nè, không có để cái mỏ ra buôn bán nha, dẹp nha. Trời ơi, phải cho tôi bao máy con, sao không vô bịch dừa nhỏ nhỏ cho mẹ, xách vô vô bịch nhỏ cho mẹ nghe, vô từng bịch đi gãi đem ra cho mẹ nghe không. Trời ơi, bán lẻ mà con. Mình bây giờ mình nhỏ, mình bán buôn bán nhỏ. Thấy thương mẹ con ơi, buôn bán nhỏ. Gì à, là cái đồ phụ tình mà. Phụ tình gì? Bà nhớ lại đi. Nhớ gì? Cũng tại cái tiệm chè này. Đúng rồi, tiệm chè này. Tôi kêu bà đứng đây bà chờ tôi, bà nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Lúc đó tôi mới có 5 tuổi đầu à. Còn áo 6 tuổi. Vậy mà nở lùng nào rủ người ta cởi chuồng tắm mưa. Vậy mà tôi cũng ngu nữa, lúc đó 5 tuổi à. Trời, tắm mưa vui thiệt, cái nhà không có tắm. Nhớ không? Tôi còn tung thăng tung bữa thăng. Bữa đó trời mưa lắm. Đúng rồi, bữa đó mưa bụi cũng tắm luôn. Bữa đó mưa ngâu. Ừ, mưa rào cũng tắm luôn. Ồ, mưa đá luôn. Trời ơi, rớt vô mặt đau quá, ui da. Ui da, nhưng mà lạnh quá anh ơi, trời lạnh quá. Đúng rồi, lạnh quá. Tôi mới kêu Hương về đây nè, núp dưới quán chè của bà Tám. Tôi đứng dưới tiệm chè tôi đợi. Chỗ này nè, rồi tôi mới chạy về. Ê Tám, nó nghe nè, quay lại đây đi. Cái gì? Mệt quá, bây giờ tôi suy nghĩ rồi. Tôi đợi ông 30 năm rồi, giờ tôi mới suy nghĩ lại. Đứng đây tôi lạnh như một con chó con ở đây. Mà nỡ lòng nào ông nó chạy về thay đồ rồi ông đi mất hút luôn vậy. Tôi chạy về tôi tắm. Mà có tôi thay bộ đồ sạch sẽ. Phóng lên giường, lấy cái mền trùm lên. Bới tôi cơm ăn cho nó ấm lòng rồi tôi đi Mỹ luôn. À, nghĩ sao cho kỳ vậy? Để cho con nhỏ nít 5 tuổi đứng đây chờ ông quá trời luôn. Bà cũng nói rồi, bà có 5 tuổi, tôi có 6 tuổi. Ai kêu bà ngu làm chi? Con nít nói bà cũng tin nữa trời. Nghĩ sao vậy? Nói gì tôi buồn nghe. Buồn gì? Tôi chung thủy chứ bộ. Người ta nói là ngu lan chức nữ, đứa nhỏ xíu với nhau, thời tiên đồng ngọc nữ. Thì ông nói tôi mới chờ ông 30 năm chứ ít gì. Mà tôi cũng thiệt á, tôi cũng ngu thiệt. Tôi chờ ông á, đến nỗi bà Tám nè, tôi ra tôi phụ bà chờ bà Tám bán chè, cái bà chết luôn. Bà Tám bà chết rồi hả? Chứ còn gì nữa, 30 năm sao bà sống nổi. Giờ bà sống thành trăm mấy, bà thành quỷ hay gì. Cái tôi mới sang tiệm chè lại tôi bán, tôi sợ anh về anh không gặp tôi. Tôi mới sang tiệm chè này lại tôi bán á. Mà tôi cũng khôn thiệt. Tôi mặc quần áo tôi bán chứ tôi đứng như cái thân hình ngày xưa chắc đâu ai vô ăn chè. Đợi anh 30 năm rồi đó. Tôi xin lỗi Hương. Tại tôi qua bên đó, tôi lo ăn học rồi tôi đi làm, đầu tắt mặt tối, tôi đâu có nhớ ngày nhớ tháng gì đâu. Cái bỗng một hôm tôi thèm ăn chè, tôi mới đi mua bịch chè. Bước ra cái tiệm, trời ơi mưa nó ập tới. Không biết không, Cali nó ít mưa lắm. Vậy mà bữa trời ơi mưa xối xả, mưa ào ào trong mặt tôi. Rồi một cái tiếng sét râm văng vô trong mặt, rớt xuống bịch chè. Tôi mới nhìn bịch chè, tôi nhớ tới Hương. Tôi mới gọi mua cái liền một cái vé về để thăm Hương. Thì trời ơi, cái gì vậy? Đồ cái kẻ phụ tình. Trời ơi, lì dễ sợ luôn. Tôi đã nói với anh tôi có phụ tình mà nói hoài à. Mẹ ơi, mẹ. Hả, gì con? Chú này là ai vậy? Ừ, đừng có sợ. Chú hả? Chú này là người yêu của mẹ đó. Trời ơi, bà mét, sao bà biết luôn vậy? Ủa, người yêu là sao? Bạn ơi, chị lớn mà chị không biết gì hết. Em nhỏ em biết nè, để em giải thích cho. Là giống như trong phim đó. Phim gì? Dạ, phim... Phim gì vậy? Phim gì con? Cho em coi phim gì vậy? Phim hoạt hình. Phim hoạt hình hả? Dạ, dạ, mẹ biết không? Phim Tom và Jerry đó, con mèo Tom đó, nó yêu con chuột Jerry lắm. Khi nào nó thấy Jerry nó mừng lắm, nó hung biếm vậy nè. Được, coi phim hoạt hình được, mẹ tưởng coi phim gì mẹ hết hồn. Thôi đi nha, gia đình bớt cái đóng phim hoạt hình đi. Bà nói bà không phụ tình, với bà nói đi, con Tom and Jerry này ở đâu ra? Ý chú, con thích làm Jerry lắm, nên con muốn làm Jerry. Dạ con là con mèo Tom. Con bự vậy con làm Tom, nhỏ nhỏ vậy làm Jerry được nè. Chú ơi, con có một bài thơ này tặng chú nè. Con này giống chú lắm. Con biết làm thơ hả? Dạ. Con làm thử chú nghe coi. Anh không phải là thi nhân thi sĩ, anh chỉ là con khỉ con của em thôi. Cái
gì vậy? Tôi lỡ cho nó làm Tom and Jerry, cái nó cho tôi làm con khỉ liền chứ trời. Con mặt chú giống con khỉ lắm á. Dạ không không, con nói lộn, để con đọc lại. Ờ đọc lại đi cho chú nghe con nè. Anh không phải là thiên nhân thi sĩ, anh chỉ là chi kỷ của em thôi. Trời ơi, chi kỷ mà nhỏ đọc lẹ đó thành con khỉ. Con ơi, chú đó là chi kỷ của mẹ con đó. Chú ở bên Mỹ, chú về thăm mẹ con đó. Chú ở bên Mỹ hả? Chú có biết tiếng Mỹ không? Ồ, con biết tiếng Mỹ luôn. Rồi. Con dạy cho chú nha. Con biết tiếng Mỹ luôn? Dạ. Rồi sao con biết hay vậy? Dạ, mẹ con dạy. Bà biết tiếng Mỹ hả? Xin lỗi anh à, tiệm chè nhỏ nhỏ chứ bán cho Việt Kiều không nam. Để con đố chú nha. Ờ, sao con? Con coi băng Thúy nha. Con thấy chú đen nhổ phú làm lau mi. Con đố chú, lau mi là gì tiếng Mỹ? Eyelashes. Không phải. Lau mi là hair kiss. Lau là hair, mi là kiss. Cái gì? Lau mi là hair kiss. Bà chỉ hả? Trời chứ còn gì nữa, xin lỗi à, gia đình tôi tiếng Anh là một bụng, quất một câu nữa cho chú nể con. Đâu thấy nể nể rồi đó. Mẹ hay yêu cầu hai con làm chuyện tốt. Con đố chú yêu cầu là gì tiếng Mỹ? Yêu cầu là request. Sai biết rồi. Ủa, sao sai? Yêu cầu là love toilet. Yêu là love, cầu là toilet. Hả? Con kiếm bị phai nữa. Tiếng Mỹ của chú nó dở ẹt à. Không sao đâu. No sitar where. Con sẽ kêu mẹ dạy cho chú. Yên tâm đi, anh về đi đi, gia đình tôi kèm ngoại ngữ cho. Con vô rót ly nước mát cho chú uống, cho chú xuống máu đi con. Chịu nổi với gia đình mình rồi. Dạ. Con rót nước mát nha con. Trời, thấy cưng không? Làm bộ đẩy hai đứa nhỏ vô ha. Gì vậy? Để sợ tôi giặt tội bà hả? Bây giờ bà có cho tôi uống cái gì tôi nói thiệt, cái bà tôi má tôi cũng lên đến đầu đi nè. Gì vậy? Nói với tôi là không phụ tình. Mà trả lời tôi đi. Gì? Ba của hai đứa nhỏ này là ai? Ba của... Bà... Tôi cũng không biết nữa. Gì vậy? Tại vì đi buôn bán nhiều thứ bán không được, cái buôn bán dạo, gánh đi vòng vòng bán nữa. Bà không biết ba của hai đứa nhỏ là ai, bà cũng phải biết là ba nó đang ở đâu chứ. Ở đâu? Hả? Ở đâu ai biết ở đâu? Cái gì vậy? Thì tại vì đi buôn bán. Trời ơi, bà bán chè dạo. À. Rồi bà đẻ dạo luôn hả? Bà đẻ dạo luôn hả? Con mèo ngoan kia. Mà em không phải con mèo ngoan, em không có đẻ dạo mà em chỉ có con dạo thôi. Là mỗi dạo vậy? Có một đứa, mỗi dạo là có một đứa đó. À. Trời ơi, em sang tiệm chè ở đây nha, bán nổi tiếng lắm. À. Bán khéo mà, bán nổi tiếng lắm cho nên 4 giờ sáng em dọn rồi. 4 giờ sáng dọn ra đây nè. Cái bữa đang lui cui vậy đó, mở cái nồi chè đang úp này nè, mở ra thấy con bé Tôm á, nhỏ lớn đó. Bỏ gia đình nó bỏ đâu chắc lúc đó nó 3-4 tháng tuổi hà, cái em mới nuôi nó. Trời ơi, mà lúc đó tôi còn gái mà mới có 21-22 tuổi hà, đâu có sữa cho nó bú. Suy nghĩ nát nước luôn, mới nghĩ ra được cách á. Lấy nước cốt dừa cho nó uống. Ta nói nó uống nghe nó bự ra ông trời tương, tôi nuôi làm sao mà 1 tuổi mà như 3 tuổi vậy đó. Mát tay tiếng lành đồn xa, nuôi nó chưa được 3 tuổi là buổi sáng lụm thêm con Chagi nữa đó. Dục ở đây nữa, mà ăn chơi ghi hồi mà nuôi nó thương lắm. Nó đẻ thiếu tháng có chút ép vậy nè. Mà không biết thiệt, tôi nuôi mát tay sao cũng được 6 năm nay, nó 6 tuổi rồi đó. Nói vậy là con nuôi thôi hả? Bị ép nuôi. Nãy bước vô là tôi biết con nuôi rồi. Làm sao mà con thiệt được? Sao vậy? Trời ơi, nhan sắc bà làm sao đẻ được hai đứa lộng lẫy vậy? Tán tán giờ à? Quê nha, hết hồn tự khen tôi tốt. Dù gì ta cũng là hoa hậu sớm chè. Cái này lạ nha. Vậy? Ê, nên cái dụ như ở đâu lòi ra hoa hậu vậy? Thì tôi tự đặt cho tôi vậy đó, cho người ta thấy tôi chảnh chè, người ta không thèm cua tôi. Bởi vậy tôi mới có thời gian ở không 30 năm để chờ mấy người đó. Trời ơi, nói câu nghe mát lòng dễ sợ. Nói vậy là 30 năm nay bà vẫn chờ tâm chó hả? Ừ. Kỳ quá à. Tự nhiên giờ già cứ tâm chó kỳ quá à. Bởi vậy cái số tôi thì kỳ quá. Thế nào cũng đợi được cái mặt chó về.
về. Có rồi, nó kỳ. Ra đây cắn. Ở vậy tôi nói thiệt á. Tôi biết mà, tánh Hương là tốt bụng lắm, bà khéo léo lắm. Chỉ có một mình tôi thôi à. Lúc nào tôi cũng nghĩ xấu cho Hương, tại tôi là người xấu mà. Chú ơi, chú đâu có xấu đâu, chú chỉ thấy ghê thôi à. Trời. Cái gì vậy con? Chú thấy ghê hả? Dạ không, ý con muốn nói là chú nhìn thấy mê á. Con nhỏ nó nói lẹ quá, nó liệu chợ. Trời, cái chữ thấy mê mà nó nói là thấy ghê. Nó lại gần lại chú nghe coi, thấy sao con? Thấy mê. Trời ơi, I love you, papa. Chú làm beautiful. Hả? Tiếng Mỹ nữa hả? Dạ. Mẹ chỉ luôn phải không? Dạ. Này con, beautiful là dành cho phụ nữ đẹp, chẳng hạn như mẹ của con, còn như chú là có phải gọi là very handsome. Nói nghe, kể từ bây giờ đó, chú sẽ dạy lại tụi con. Kể từ bây giờ, chú muốn hai đứa con gọi chú là ba. Gì ba gì ai đồng ý được ba gì thế này? Tôi về đây, tôi kiếm con trâu mà nó lòi ra hai con ngé ọ. Chuyện giờ về trăng trâu à? Nó nói gì quá, nó cỡ chết đi. Chú, mẹ có mắt cỡ nhìn thấy ghê quá hả chú? Trời đất con. Mẹ con vui tính dễ thương, nấu chè xấu giáp ai lỡ ăn vào một chén là mẹ tới nhà. Mẹ con đây bao muôn thật thà, bà con ai cũng thương. Hết giờ quảng cáo phần của con, tới phần chỉ con. Zalo, Facebook, live stream quán trẻ con Hương, đông vui mỗi ngày rất hot, chiều lại tình bừng. Trẻ thơm ngon sắp cần nơi nè, mà yêu cô bác ơi, xin đừng mua thiêu mẹ hơi vô. Cười nghe mẹ con. Mẹ bao việc nhà, cả nhà ta sống vui chan hòa, trọn đời mai có nhau. Cho dù gian khó mẹ vẫn muốn một đời vì con. Thương em một nách hai con, dài dầu mưa nắng anh mong thân này gánh vác cùng em một phần, cùng lo cho các con nên người đời ta chung hướng đi. Anh chờ em tí để em nghĩ. Ừ đại mẹ ơi. Thôi, hôm nay Tết rồi, với con ta chống lưng rồi. Nay mẹ con mình nghỉ bữa, ăn Tết sớm ha. Mang mứt dừa xuống nè, tặng cho bà con hàng xóm mình ăn cho ngọt miệng luôn nha. Chịu không? Dạ. Rồi ra đây chào bà con cái nè, rồi mình đi vô nè, phát mứt dừa nè. Gia đình bốn cây mai vàng xin thân ái chào quý vị. Chúc năm mới quý vị vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Happy New Year. Thôi Tâm ơi. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến một trong những... Thưa quý vị, quý vị để ý thấy không? Cô Kỳ Duyên khi mà cô ấy giới thiệu cái màn này thì mặt mũi cô ấy rất là hả hê. Là bởi vì cô ấy cứ ấm ức mãi là tôi hay nói xấu đàn bà. Mà cô ấy chỉ mượn có cái vở kịch này để mà cô ấy có thể trả được mối hận một phần nào. Thưa quý vị, chúng tôi không có nói nhiều. Chúng tôi xin mời quý vị bước thẳng vào thế giới đàn bà. Mà trong đó có ba bà sẽ thi nhau mà tố khổ đàn ông chúng tôi. Đó là Trang Thanh Lan, Ái Vân và Hồng Đào. Anh trai này, em đang thiếu tay, thế anh trai có rảnh rỗi thì vào ngồi bàn cho em đủ tay tí. Cô ạ, cờ bạc ấy thì anh mê lắm. Nhưng mà đến giờ rồi cô, đến giờ anh phải về cô. Về làm cái gì? Anh nấu cơm cô. Cái chuyện nấu cơm chuyện đàn bà mà lại. Không cô, vợ anh đi shopping về mà không có cơm nước sẵn thì đời anh nó khổ lắm. Thôi thì. Vậy à? Chúc cô may mắn nhé. Vâng thôi. Để gặp lại cô sau. Vâng, chúc anh hạnh phúc trong nấu nướng nha. Nhưng mà chuyện này cô giữ kín hộ. Vâng, em không bao giờ mà nói cho em kín mồm lắm, ai hỏi em mới nói thôi. Em thôi nhé. Ai đấy hả? Hàng xóm gớm.
Mặt mũi xinh xắn thế mà sợ vợ lắm. Vợ đã ới một tiếng là về xa vào lòng vợ ngay. Lão ấy khôn đấy. Sao? Kính vợ đắc thọ mà lại. À thế à? Ừ. Mà này mấy giờ, sao giờ các mợ chưa tới chứ đủ tay ghiền quá rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời, dân Việt Nam mình là chuyên môn chơi kiểu cờ giờ dây thun đó. Muốn thun thì thun, muốn giãn thì giãn. Chán bó mẹ. Sao có cái bộ nào bài mới nào không? À đúng rồi, quên mất, rít quá. Đây 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 đây, có ngay. Đây, lúc nào đi đâu mà chả mang theo vài bộ bài. Thấy đấy, chưa? Cứng cửa chưa? Đấy. Này. Tứ sắc á, chơi vài chén nhão mẹ rồi. Phải có bài mới đánh nó mới sướng tay. Đúng rồi, thôi dẹp cái này đi. Dẹp cái đấy đi. Ôi trời ơi. Đủ chưa? Đủ tay chưa mấy chị? Hôm nay làm cái gì mà tích nít co lo thế hả? Kêu em tới đây chi vậy? Đánh tứ sắc này. Trời ơi, đủ bốn màu tứ sắc thì mình em muốn gì nữa. Cô thông minh thật đấy. Cô mặc cái đồ này á, giao thông nó phải cảm ơn cô đấy. Sao vậy chị? Ờ hay, màu sắc thế này đi giữa trưa nắng bố xe nào nó dám đụng. Vậy hả? Ừ. À này này, nhưng mà con gái chưa chồng gì mà đi cái dề dề già già như đàn bà chửa là thế nào hử? Thôi mẹ quá, tướng thế mà bảo chưa chồng, ít nhất là hai ba lửa rồi. Ừ. Này, nhão quá rồi đấy nhá. Đấy, da thịt cứ mềm như bánh da lợn mà suốt ngày cứ gào trái tim còn chinh, trái tim còn chinh. Mấy chị này kỳ ghê vậy nha. Người ta con gái mà nói vậy mất chuyện của người ta hết sao? Ừ, hay. Tại mấy chị hên á hả? Không hên gặp mấy anh cha xúc tay gãy gọng bắt bù lạch ăn á. Giờ này là ế chổng mông kêu trời đó à. Thì tôi đã bảo rồi mà. Đàn ông thằng cha nào chả mắt bồ lệnh nó ăn. Đàn ông mà sáng mắt chả thằng nào nó dám lấy vợ. Này, tôi nói cho bà nghe, bà nói thế nào chứ. Cái lão chồng nhà tôi á, trước khi lấy tôi á thì mắt tinh như mắt cú vọ á. Thế à? Thế mà lấy nhau có nửa tháng rồi tự nhiên về cái tự nhiên dở trứng thành quáng gà mẹ rồi. Thế có điên không? Thế là còn may nhá. Ừ. Chồng em rước em về mỗi con tuần mù mẹ rồi. Thế thì còn nước non gì nữa. Thôi mấy chị ơi, phần số của mấy ổng á trời định vậy rồi. Ờ, em nói thiệt á, giày dép còn có số, nói chị con người. Đúng rồi, nói số kiếp tôi mới biết nha, nghiệm ra cái số phận phụ nữ chị em mình á là bổn phận là cứ nằm nhà ăn hưởng. Đúng. Đúng. Đúng rồi, bổn phận của đàn ông là phải đi cày kiếm tiền. Ừ. Còn bổn phận đàn bà chúng mình á, ừ, là chỉ việc nằm phơi ra ở nhà xài tiền xỏ lóng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng mà này tôi nhắc nhá, ừ, cô nằm bình thường thôi, xài tiền được rồi, nằm phơi nó đen da uổng. Em nói thiệt á hả? Này này, thôi, bài bạc không có đủ tay chán, qua đây nói chuyện đời mau lên. Nói thiệt với mấy chị á hả? Mấy sao? Chị ỷ có chồng lo rồi ăn hưởng á làm em phát thèm mà. Cô quay vòng tôi coi quay thế nào. Quay vòng xem nào. Trời ơi, mông tròn má trịa thế mà chả thằng nào sờ vào. Sexy nhỉ. Mấy chục năm rồi. Nhưng mà này, cái gì? Thanh niên bây giờ nó khôn chán ra. Sao? Trước tiên là nó phải hưởng cái đã. Rồi nó mới tính cái chuyện nào. Đúng rồi, đúng rồi. Nó chỉ người... nhăm nhăm như là nó khui cái cạp để nó tới quan thôi. Đúng. Cái chị này nói kỳ ghê nha. Em cũng đẹp lắm chứ bộ. Nó phải tại ế chồng đâu. Tại em tuổi dần cao số đó. Thế à? Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Ê, cái gì kêu? Cái gì kêu? Kêu kêu đấy. Cái gì kêu? Trời ơi, biết bơ kêu. À, thế à? Hay chưa? Đâu phải ế đâu. Nó tờ à, thằng ghép em đó. Trời, nó kêu em đó, đợi em chút ha. Dài kiếm rồi đấy. Đấy đấy. Thấy không, em nói em đâu có ế đâu à. Thiệt chị à, mặt đẹp muốn chết ế sao được. Dài tội chị à. Đợi em chút ha. Hello. Ôi giời. Honey nó hả? Trông cái mỏ này, đi nha. Trời ơi, mới về cái kêu người ta liền hả? Hả? Cái gì? Ok, mai. Này, gì đấy, gì mà mặt ủ mày trâu thế, cái gì đấy? Thằng kép em. Nó làm sao? Nó Việt Nam nó mới về. Ừ, rồi làm sao? Nó nói tổ chức đám cưới. Này, tới luôn đi tổ chức đám cưới tôi, bà này làm phù dâu cho ông. Chồng con rồi phù dâu thế nào được? Ủa thế à? Ừ. Nó có cưới em đâu phù dâu. Sao? Nó cưới con khác cái bộ. Thế là sở khanh rồi. Chết rồi, thế sao không hỏi cho ra nhẽ? Ừ, có chứ. Cái gì? Mỗi lần em hỏi tới nó đó. Ừ. Cái nó ngâm thơ. Ừ, thơ sao? Thế hả? Nó ngâm sao biết không? Sao? Tình chỉ đẹp khi còn dáng dở. Chứ cưới em về anh tắt thở em ơi. Thôi đừng khóc nữa, đánh bài mà khóc là xui lắm đấy. Bởi thế cho nên tôi nói là đàn ông trăm
người như một nhá. Ừ. Cái lúc ngày xưa khi mà nó tán tỉnh mình, nó chưa cưới được mình, suốt ngày đi nó gào thét bên tai mình, cuộc đời anh không thể nào sống mà thiếu em được. Đúng rồi. Đến khi nó cưới mình về nhà rồi, mình đẻ tòm tòm cho nó 5-3 đứa con, nó trở mặt ngay, nó bảo là cuộc đời của anh không thể nào sống mà có em được. Thế thì chồng bà như thế là vứt đi rồi. Thằng ông nó khốn nạn vậy đó chị ơi. Ừ. Còn chồng tôi á, lúc nào nó cũng đeo tôi cứng lắm. Cái gì? Hả? Ông nhà cứng lắm à? Cái gì cứng? Không, tôi bảo là ông nhà cứng rắn lắm à. Nói cho rõ ràng. Không, tôi nói là ông chồng tôi đeo tôi cứng ngắc, không rời tôi nửa bước. Thế thì sướng quá rồi. Sướng cái mẹ gì? Chứ sao? Giả bộ thế thôi. Chứ còn sảnh ra mình vừa mới ra đầu đường đổ xăng một cái, quay lại là mất sườn nó cả người lẫn xe rồi. Nó đi đâu? Nó đi đâu? Đi đâu điều tra liền. Thì mình hỏi thì nó nói là trong lúc em đi vắng, ừ, anh ở nhà anh cô đơn quá, cho nên anh phải giải khuây bằng cách anh đi bi ôm. Thôi chết rồi trời. Thôi, lại... thôi chết rồi. Thằng chồng chị nó đi ôm gái đó, nó phản bội chị rồi. Đấy. Nó dở mặt chưa? Cho nên là sau khi lấy chồng rồi tôi mới nghiệm cái câu này đúng chứ. Cái câu hôn nhân là một chôn ái tình. Đúng. Ừ. Sao cô sao? Còn kép của cô thì em như thế nào? Em hả? Ừ. Trời ơi, thằng kép em với chị là vợ chồng rồi á, chả có đối đãi gì tàn nhẫn, không có nói. Ừ. Cái này thằng kép em hả, nó mới có quen em à. Ừ. Mà lâu lâu nó mới dẫn em đi ăn bí già một lần. Mà lần nào nó cũng biểu em lấy cúp bông theo hết trơn á. Mà mua size xì mo nha em. Thế là cô gặp phải hạng chùm so rồi đấy. Candy man, cái thằng chắc kẹo. Kẹo kéo, kẹo mạch nha. Thôi, nói đi thì phải nói lại. Nhiều khi nó kẹo nó dành dụng cho mình. Nhiều khi á, tôi cũng thương chồng tôi lắm nhá. Thế thì tốt. Ngày xưa khi mà nó chưa cưới tôi, nó tán tỉnh tôi. Ôi giời, nó đẹp trai lắm, tóc tai nó bồng bềnh, đẹp trai như Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ê, đừng nói. Anh không, thần tượng của tôi đấy. À thế à? Ừ. Không, nhưng mà chồng tôi trẻ hơn Nguyễn Ngọc Ngạn nhiều. À thế à? Ừ, ừ đấy. Cái thế sau khi mà nó lấy tôi được vài ba năm về, thì bây giờ các bà biết sao không? Nó thuộc cái loại người nghĩa là rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng. Thế là thế nào? Ờ hay, chán nó lên thế đây, rửa mặt chả lâu à, còn tóc có tí sau gội đầu chả chóng à. Ôi giời ơi, thế thì nói hói thì nói hói, hói thẳng ra việc gì mà phải xí diện hao. Em thấy tội nghiệp ảnh đó nha. Ảnh cài ảnh hói đầu ảnh nuôi chị mà chị không muốn nữa hả? Thì lắm khi thì mình cũng thương. Thế còn bà sao, chồng đối xử sao? Chồng tôi thì hết ý nhá, ga lăng cực kỳ. À thế à? Ừ. À, cái hôm sinh nhật tôi á, ừ, thì ông vác về cho tôi một cái hộp đẹp ghê lắm. Ừ. Thế mình cảm động quá. Ừ. Mình mới mở từ từ thôi, đâu có vội đâu. Đấy. Này, tập trung nghe người ta nói chuyện. Nghe người ta kể chuyện chồng người ta đây này. Ừ. Soi soi cái gì? Từ từ mình mở cái hộp ra một cái thì mở cái hộp ra ngã ngửa người ra luôn. Để tặng cái gì? 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 Sư bố đó. Hả? Tặng mình hộp thuốc ngừa thai mới đau chứ. Vậy là đẻ dữ lắm ha. Đây. Tướng này nhạy lắm phải không? Bước sang đầu giường cái chửa bố rồi gì? Nói nào chứ cay đẻ lâu rồi tịt rồi. Thế à? Ừ. Cô em sao? À, em nói thiệt với mấy chị hả? Sinh nhật mấy chị mới trả tặng ngừa thai em còn đỡ à. Ừ. Còn em hả? Sinh nhật em chả đâu có cho em gì đâu à. Chị biết không? Mà sinh nhật có thằng chả đó hả? Em phải đi mua cho anh chả một hộp underwear. Ôi giời ơi, lãng mạn quá. Lãng mạn quá. Trời tặng ơi, không chẳng những underwear hả, mà ở trên này hả, còn để một trái tim bự như nè. Màu đỏ hả, để chữ I love you. Thế là cô mê trai rồi. Ừ. Em công nhận em mê trai chứ em đâu có chối đâu ạ. À, nhưng mà thế nào, cuối cùng thì nó có mặc thử hay không? Ừ. Phải nó mặc thử nói gì? Trời ơi, nó biểu em đưa receipt. Để làm gì vậy? Để nó trả, để nó lấy tiền chứ chi mấy chị khờ ghê vậy nha. Thế là cô lại gặp phải cái hàng vắt cổ chày ra nước rồi đấy. Đúng rồi. Bởi thế càng nói tôi càng tức nhá. Chồng tôi có lúc mà khi mà tán tỉnh tôi, suốt ngày bắt tôi hát cho nghe. À, thế hả? Mà khen tôi là giọng ca truyền nhiễm cơ. À, cái gì, cái gì? À không, truyền cảm. Truyền cảm. Nói cho rõ, không tệ lại tưởng là bệnh AIDS. Không, truyền cảm. Hát khẩu có gì à? Mà ba đây các bà nghe tôi hát chưa? Chưa. Toàn đánh bài đâu có bao giờ nghe hát bao giờ đâu. Nữ hoàng karaoke là tôi. Vậy hả? Hát vô cùng đây nhá. À, tôi có cái bài này, bài tủ của tôi. À. Cái bài gọi là ở tôi nhớ rồi, bắt đầu nhá. Nốt. Cao quá, xuống xuống tí. Nốt. Nốt gì? Nốt gì? Nuốt đốt, I got it. Nuốt lệ nhìn theo một chiếc xe phong. Anh ơi, thôi 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 thôi, thôi, thôi đủ rồi, đổ. Thôi ở chỗ đó là đúng lắm rồi. Cái gì? Đủ rồi. Kinh quá. Ồ, quá trời là hay. Khủng khiếp. Hay thật à? Ừ. Hay đến nỗi anh bỏ anh đi luôn. Ừ. Hay thiệt. Em báo chị biết quá. Hả? Hát là đồ bỏ. Thế hả? Em nói thiệt chị hả? Ngâm thơ, trời, bắt phần, ái dân đi chơi. Vậy hả? Ngâm ngay cho anh tôi mới sợ.
vô ngâm vừa diễn hả? Ái dân thấy là hết hồn liền. Rồi. Làm luôn, làm ngâm luôn nha. Thoa trời đất nổi cơn gió bụi. Xì tốt. Sao chị hay quá phải không? Cô ngâm như thế thì thành ngâm giấm rồi còn gì nữa. Chua quá. Đi đâu chị? Tôi vô tôi mở tí hít. Cô ngâm tôi sốt rét đây này. Vậy em biết rồi. Gì? Em biết lý do thằng kép em nó bỏ em rồi. Sao thế? Nó sợ bệnh sốt rét cái gì? Chắc vậy. Cô biết không, giọng ca của cô là giọng ngâm của cô là giọng ngâm phải mở hít là giọng ngâm tốn điện. Có thế thôi, vì thế nó bỏ đấy. Rồi còn chị thì sao? Còn bà sao? Có năng khiếu văn nghệ gì không? Mình á hả? Ừ. Mình thì là mình phải chơi cao cấp hơn. Ừ. Mình hát duo. Hát xích đu à? Hả? Xích đu che dù hả? Khổ quá, duo thì các tiếng ta là hát song ca. À. Được chưa? À, hai người. Ừ. Hát hai người vậy? Mà hồi đó đến giờ là cái bài mà bài chồng mình thích nhất là cái bài Tù của mình á. Là có tựa đề là Đừng xa em đêm nay. Ôi, lạnh lùng mê ly quá. Trời ơi, mà biết không, cái gì? Thằng chồng mình á, nó có máu thưởng thức văn nghệ thế lắm thì hay quá. Biết thưởng thức văn nghệ lắm. Mỗi lần mình hát là cha ngồi dưới rung đùi. Ừ. Nói là em có một giọng ca ăn khách hết sảy. Thế thì hát hay lắm à? Chứ sao nữa. Ôi giời, mình đang sương sướng mũi nở tưng bừng lên. Ừ. Thằng cha buộc thẳng vào mặt mình á. Sao? Tức là giọng ca của em á là ăn hết mẹ nó cả khách rồi, không còn thằng nào hết. Chết rồi. Thế nó chửi bà đấy. Chứ sao nữa. Chơi chữ. Nó thâm quá, chồng thâm quá. Nó chửi thẳng vào mặt mình. Vì thế cho nên từ đấy giờ là mình cứ lấy độc mình trị độc. Ừ. Sao chị? Mỗi lần mình nói cái gì mà thằng cha mở miệng ra định cãi là mình hát toáng lên, hát hồn nhiên, thoải mái, vô tư, ồn ào và náo nhiệt. Đúng, đúng. Cứ gào mặt chúng nó cầm mồm ngay. Đúng. Cứ mở cửa ra là ngâm thơ nha em là chắc ăn liền. Đấy. Bởi thế tôi nói với các cô thế này, đàn ông đấy mà nó gạt vợ gạt con giờ nào nó gạt ngay, nó vua ăn gian mà lại. Đây nhá, chồng tôi suốt ngày mặc đồ thể thao xách xe đi mất. Anh thể thao anh đi chơi có gì đâu mà chị cằn nhằn. Có cái gì đâu mà phải nói. Chồng nó có khỏe mạnh thì chuyện đấy nó hạnh phúc chứ lì. Ôi giời ơi, thể thao hạnh phúc được cái chuyện đó thì phước 70 đời nhà tôi đấy. Còn đằng này à, nó mặc đồ thể thao nó đi nhậu. Ơi đây này này, các bà thì biết tướng chồng tôi rồi chứ gì. Ừ, biết. Suốt ngày mẹ cứ tung tăng với quần đùi, hai cái bắp chân thì như hai trái dưa leo. Tướng xì ke mà cứ giả dạng xì po tôi chán lắm. Trời ơi, đúng thật. Nó thiệt cái chạy hả? Cõi thằng kép em nó vô duyên lắm chị ơi. Sao? Sao? Cái mỗi lần mà em đi vô nhà đó, cái nó thấy em mở cửa ra cái nó nhảy lên sofa nó nằm cái bắt em hút hả? Hút cái gì đây? Hút cái gì? Hút bụi. Ôi. Nó bắt em hút tới, hút lui, hút xuôi, hút ngược vậy đó. Còn nó nằm nó phè sofa nó hút thuốc mà nó nhổ râu nữa. Như nó âm mưu gì vậy chị ơi? Đúng rồi. Nó âm mưu nó bỏ cô đấy chứ còn gì vậy nữa. Vậy sao? Yeah, you got it. See? Ai thớ vô ai tuổi dần ai cao số mà. Rồi làm sao? Mà có bắt nó bỏ rồi, thuốc rồi, không? Có thuốc bỏ lá không? Nguy hiểm lắm. Có chứ em có bắt nó bỏ chứ mà chị biết sao không? Sao? Nên đây à, hồi đó đó chị biết không, một gói thuốc đó nó hút chứ hai ba người. Ừ. Còn bây giờ á, một gói hả, nó bỏ hai ba người kia ra nó hút mình nó à. Thế là thành ống khói rồi còn gì nữa. Cô nhẹ dạ quá. Tôi thì cứng rắn vô cùng. Chồng tôi hút thuốc, tôi bảo bỏ. Chồng tôi bảo bỏ từ từ. Tôi nói không, bỏ luôn, bỏ hẳn. Ừ. Rồi sao, nó có bỏ không? Bỏ chứ, nhưng mà nó bỏ nhà nó đi luôn. Thế thì cũng bằng không. Thế. Bởi vậy, bực mình lắm cô. Em nói thiệt cái chị hả? Đàn ông mà vậy hả, cho cút xéo đi. Cái ở nhà thấy ghét lắm kìa. Đúng rồi, cút đi. Cứ sống chung mình bài bạc tí tỉnh, nó mặt lưng mày vực tôi khó chịu lắm. Thế là chồng bà lại vứt đi rồi. Sao? Còn thằng chồng tôi á, nhún như con chi chi. Thế à? Tôi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không bao giờ dám biết ghen là cái gì nhá. Hiền thế à? Chứ sao nữa. Có thương yêu gì đâu mà ghen. Này, cô chưa chồng đừng có nói chuyện tâm lý đàn ông nhá. Ừ. À, có biết không, thương yêu hay không chỉ những cái lúc nào mà mình ốm đau bệnh hoạn thì mình biết được. Đúng rồi. Cái lần đó tôi bị phải gió mất 2-3 ngày. Bà phải gió à? Hả? Trúng gió. Phải cảm. À, phải mà cảm quên. Nói cho rõ ràng. Phải cảm mất 2-3 ngày. Cái tự nhiên thằng trai mặt xanh lên vàng lên. Ừ. Chạy đôn, chạy đáo, chạy xuôi, chạy ngược. Ừ. Không? Cái... đi kiếm bác sĩ phải không? Đúng rồi, tốt quá thì tốt quá. Không phải. Nó đi mua lai su răng. Bà ơi bà, trúng gió thì tìm bác sĩ, tìm nha sĩ sâu răng làm gì? Chị bị sâu răng hả? Khổ quá, không biết gì cả.
lai sâu răng tức là bảo hiểm nhân thọ ấy mà. À, biết chưa, nó thương mình chưa? Em biết rồi. Cái thằng cha chồng chị hả là nham hiểm lắm. Thằng chả mà yêu sâu răng á hả, để khi nào mà chị chết đó, thằng chả lấy cái tiền đó hả, chả đi cưới con khác đó. Thằng cha này ghê lắm chị ơi. Chồng bà thâm quá, thâm cung bí sử. Thế mà mày ngu mày không nghĩ ra nhỉ. Bởi thế tôi mới nói thế với các bà thế này, chúng ta phải tìm biện pháp để trừng trị mấy ông đấy. Đúng. Như tôi nhá, chồng tôi đi đâu về mà tôi thấy khả nghi nhá, sức cùng lực kiệt nhá, tôi thử ngay. Thử mà thử sao chị? Thử cách nào, thử cách nào hả? Tôi đẩy vô phòng, yeah. Tôi đóng cửa, yeah, lại, tôi xô lên giường, tôi rồi sao, rồi sao? Ngồi ra chỗ này. Ô hay, chuyện chăn gối vợ chồng ta bắt được phun phèo phèo à? Thì cứ nói nổi chừng làm cho tao hồi hộp. Làm thì tao bắt chó. Nhưng mà việc gì phải thử cách ấy? Chứ sao? Học cách tôi đây này. Cách sao? Sao chị? Thì lần đấy nhá, tự nhiên một hôm, đang lười biếng như thế, mà lại dở quẻ, đi hút bụi đi lo lăng xăng trong nhà. Xong một hồi cái chụp lấy cái phone len lén ra góc nhà thủ thì một hồi. Tôi vẫn không nói gì. Tôi cứ để yên xem sao. Một lúc sau lão cúp phone chạy vào nhà hớt hơi hớt hải thay đồ, xách bộ đồ tennis đi mất. Tôi cũng không nói gì, tôi cứ để yên xem sao. Đến hồi trở về, mặt mũi bơ phở, tóc tai dựng ngược lên. Cái tôi cũng không nói gì, tôi cứ để yên xem sao. Con mẹ này máu lạnh, máu rắn đấy. Thế xong rồi tôi chỉ thả nhẹ một câu thôi. Sao? Tôi thử. Mình à, mình chịu khó mình chạy exercise với em một vòng đi mình. Thế có chạy nổi không? Thế chạy nổi không? Chạy thì chó nào được. Rồi, thế làm sao? Bà quyết định làm sao? Điều tra. Thế là ba máu sáu cơn bà mới nổi lên. Bà mới đánh cho một trận tím này. Chị, bình tĩnh. Bình tĩnh. Chúng tôi không phải chồng bà. Đúng rồi, nhưng mà tại vì lúc đó cái máu ớt nó lên đến tận cổ này này, biết chưa? Bình tĩnh, nghe tôi hỏi đây. Thế bây giờ bà có điều tra ra là nó đi hiến dâng sức khỏe cho con nào không? Tôi xin lỗi nha, tôi hét bà ngay đấy. Tôi xin lỗi. May I hit you? Đúng rồi. Khổ quá. Nhưng mà nó không đi với con nào hết. Nó không đi với con nào, vậy nó đi với thằng nào? Nó bóng gió à? Bên đây hả? Khổ quá, nó đi đánh tennis thật mới tức chứ. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Điên cả người. Thế thì bà đánh oan chồng rồi, ác quá. Con mẹ này ác phụ quá hà. Không thì mình cũng biết là mình lỡ tay dã man vô nhân đạo. Ừ. Nhưng mà dù sao chăng nữa cái chủ trương của tôi á, sao? Là thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Yeah, you got it, see? I told you. Bởi thế cho nên tôi nói tóm lại đấy, muốn trừng trị đàn ông chúng ta phải hết sức tàn nhẫn. Đúng. Đúng. Có hôm tôi bực mình thằng chồng tôi quá, tôi mới nghĩ thế này: bỏ đi thì dại, mà ở lại thì còn ngu hơn. Thế bà làm thế nào? Cuối cùng tôi quyết định ra đi. Sao vậy? Nhà chị ở, mắc gì chị đây? Thì tôi đi rồi tôi nghĩ tôi càng tức hơn. Tôi mới nghĩ cách trả thù nó một cách khủng khiếp, kinh dị, kinh khủng khiếp bằng một cách khác. Cách gì? Cách nào? Tôi trở về nhà tôi ngồi phẹt trên giường. Thế là mê dai rồi còn gì nữa? Ngồi không đâu, ngồi giường. Các bà dở quá. Tôi nói các bà nghe này, cái cách hay nhất để trừng trị đàn ông đó là chúng ta cứ bám chặt lấy chúng nó, trời gầm không nhả, mình ôm chúng nó suốt đời coi như tù chung thân rồi. Đúng rồi, you get it, see?